Báo nhất trong sàn hậu thế con nào? Mình nhìn nhiều quá rồi mình bị chán. Đổ vỡ hình tượng hả? Xin chào, mình là Phương Nhi, Á hậu 2 Miss World Việt Nam 2022 và là Miss International Việt Nam 2023. Và đây là Mel Check. Kim Ngưu. Thần số học á, thật ra Phương Nhi không biết rõ đâu nha, nhưng mà hình như là số 11. Hướng ngoại. Đầu tiên Phương Nhi làm sau khi thức dậy là check điện thoại. Một. Mình thi Miss World Việt Nam và mình đạt được Á hậu 2 luôn. Người đẹp. Khi mà mình đạt được Á hậu 2 thì những người mà quen từ trước ở nhà hàng ấy thì mọi người có giảm giá cho Phương Nhi. Mình thân với lại là top 3 của mình và chị Lương Thùy Linh. Báo nhất trong sàn hậu thế con nào? Chắc Phương Nhi quá. Rất là nhiều chị Trần Tiểu Vy. Thủy, chị Thảo, chị Hà, Lê Nguyễn Bảo Ngọc, Mai Phương. Mình sẽ lấy chiều cao của Lương Thùy Linh, mình sẽ lấy sự thông minh và rất là hoạt bát của chị Bảo Ngọc, và mình sẽ lấy một cái đầu lạnh của Mai Phương đi chơi đêm. Hầu như chắc là không có đâu. Tại vì giờ Phương Nhi không có đi chơi nhiều nên là mình không biết. Không biết nữa. Mai Phương, tại vì hai chị em ở chung nhà. Kenny Bông. Từ cảm động sang cảm lạnh đúng không? Chắc là món quà tặng của ba Nam mẹ Dung. Nhưng mà không tiết lộ đâu. Mình coi nào. Catwalk thì là Bảo Ngọc với Lương Thùy Linh. Wow. Có chí cầu tiến, vui tính và yêu chiều Phương Nhi. Ngày xưa thì xem phim rất là nhiều nên chắc là người mà mình crush đầu tiên là trong phim Vườn Sao Băng Lee Min Ho. Đổ vỡ hình tượng hả? Thật ra không có. Tại vì tất cả hành động của anh Isaac đều rất là ga lăng, đều rất là tử tế. Mình nhìn nhiều quá rồi mình bị chán. Nhìn từ nhỏ đến giờ rồi có cái gì khác đâu. Không review đâu, tại vì là mọi người hãy subscribe Candy Bong Official để coi Road to Miss International của Phương Nhi nha.